Em tên là Bảo My, hiện tại em đang là diễn viên và là một streamer. Streamer là giấc mơ hả em? Anh ơi, streamer là giống như là dạng là dạng mà đang hot dạ. Các bạn chủ đề gì? Stream ở trên mạng xã hội á. Mà em stream về chủ đề gì? Dạ em stream game ạ. Game á hả? Dạ. Ồ, game thủ à? Có nghĩa là em đi cày hay là đi cày thuê game đúng không? Hay là đi cày thuê game đúng không? Cày thuê game đúng không? Anh Như ơi, em cứu anh không được luôn anh Vương ơi. Anh Phương, anh có game không? Có. Biết hay không? Anh chơi cái game, anh thấy nó kỳ quảng cáo là kỳ thuê gì đó. À, đó, kỳ thuê. Thì anh nghe bạn này nói game, anh tưởng kỳ thuê thôi. Bạn này là quảng cáo những người kỳ thuê. Ok, sorry, anh giỡn thôi. Em hồi xưa em có trong nhật ký, em có biết lời bài chiếc khăn nhóm không? Dạ, có, em biết bài mưa thủy tinh nữa. À, mưa thủy tinh à? Wow. Và ngày đó anh nhớ chiến con đường kia. Buổi mưa rơi em đã bước đi chẳng ta từ. Em có biết giống vậy không? Tự nhiên cái hỏi, hát xong cái hỏi em biết. Em viết giống vậy không? Mày ta biết chữ thì ta nghe sao viết như vậy vậy thôi. Thì rất bình thường, đúng không? Đúng rồi người. Hỏi, em viết giống vậy không? Và bây giờ xin mời hai đội trưởng hãy cùng với chúng tôi bước vào vòng đầu tiên. Đó là vòng tàng hình. Chào mừng quý vị và các bạn. Khoan, từ từ, bé nói gì nè, bà đẻ không gì nè. Cái gì? Anh Phương là anh chung diễn từ phóng 2 hả? À, định mà nhờ anh diễn từ phóng 2. Diễn từ phóng 2 á? Là gì? Anh Phương, chung ảnh. Rồi, 2, 3, chơi. Ủa là sao em? Từ phóng 2 gì? Ai biết? Tưởng em danh là, giống gì tưởng em là anh Hoàng Linh, anh Chí Tài. Sắp tính danh hài sao vậy trời? Cho tình yêu còn trong giấc mơ, sai sớm nắng lên đẹp tình yêu xa mùa bao sông. Em không cô đơn, anh nơi đây ngơi. Khi trước trái tim không còn yêu giờ thôi cách xa. Là ua sáng nay giấc lấy em nào có hay. Tình yêu nào cho nhau, trái tim nào cho nhau. Em luôn vẫn chờ. Hệ thống chấm điểm ạ. Hệ thống. Ở phần hát, anh Khánh Phương đã sai một từ trong lúc hát. Không, để em hát lại đi, em hát đúng mà. Không, hồi nãy em hát đúng mà, bây giờ làm sao anh cho bỏ em sai được. Anh sai chữ đầu đi, cho bỏ sai chữ đầu này. Cái câu nó nhanh quá, cái hệ thống gì kia nó bị nghe không kịp á. Anh ơi, đạo diễn ơi, xử lại lên này nha. Thôi, đi. Dạ, hệ thống này là hệ thống chấm đúng với từng chữ. Dạ, với lại mà cái này micro nó bị hư á, có lẽ là bị cái khúc nó bị không, không, hư khúc sau thôi, khúc đầu không có hư. Được rồi. Thì cái câu đó là câu cuối mà, lúc đó bị nhòe micro á. Không, để dòng sau hát tiếp.